Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video rất là nhiều người request closet tour. Đứng từ trong đó tới mở cửa đây, cứ chạy vô. Chứ mất đặt đó. Oh. Hello. Didn't you see it there? Oh. Hello. Didn't you see it? Then she's didn't see you. Go back, go back. Oh, hello. Didn't see you there. Okay, mà cái này từ didn't see you there. Hello. Viên từ gara mới vô. Và từ gara mới vô mình sẽ có một cái tủ. Ta-da. Tủ này chỉ là đựng mấy cái coat, mấy áo jacket mà kiểu như là nếu mà cần đi ra nhanh chợ hay gì đó gấp, mặc mấy cái áo mặc lên thì trong này có bomber này vintage Alpha Industry. Mua này rẻ lắm, có 10 đồng. Mua thrift, North Face, màu đen, nuts. Cái này Vin có lâu rồi, có từ 2015 rồi, cũng 5 năm rồi. Cái này dễ mặc luôn, cái này là most worn jacket in my collection. Next, Uniqlo Block Tech Coat. Cái này Vin mới mua có mấy ngày rồi, sẽ review trong video tiếp theo. Cái này là jacket của chị với em, với mẹ. And then up here, mình có quần sweatpants. You see the vibes. Cái này chỉ giống như là trời lạnh á, thì mặc lên đi chợ hay là gì đó, đi gym, đi chợ. Quần Adidas, nón, hết rồi. Ok, và trong này là cái tủ chính của Viên. Như các bạn thấy mình đang để cái kệ giày ngay đây. Cái này không có gì mới, chỉ y chang những cái đôi giày mà các bạn thấy trong cái shoe collection video. Nếu mà bạn chưa coi, mong các bạn ấn vô coi. Supreme Dunks, Supreme Dunks, Supreme Dunks, San Hope SB, Off-White, Jordan 1, acronym Presto, Cavallo, Tabby, Margiela Tabby, and the Miller Mister Boots, so like undercover Debbies. Cái này ít mang nhất này, Gucci Loafer. Đồ sao vậy Gucci? Jordan 3, Blasterman, Y3, có nhiều người đọc là E3, Quasar, Ralph Simmons, Oswego, the 80s, you see all the time, Air Force One, Rockefeller, Comme des Garçons, Vans, Authentics. Và trong đây, đây là tủ chính thức của Viên. Viên hay get dressed up, mặc đồ ở trong này nhiều nhất. Như bạn thấy mình organize tiếng Việt là gì chị? Sắp xếp à? Viên sắp xếp theo thứ tự, giữ như là jacket một bên, sweater một bên, áo sơ mi một bên, t-shirt, mấy cái mà knit. Knit là như len đúng không? Len, áo len, tại vì để áo len trên mắt áo thì nó sẽ bị hư áo len. Và trong này ánh sáng nó sẽ hơi tối tí, mà có quần. Với lại mấy cái này là miscellaneous. Ở trên Viên không có, Viên không có mặt. Ok, và đi từ áo jacket 1 Supreme 2016, áo lông Supreme, faux fur coat, gold shirt Rybczynski, fur jacket. Cái này như từ 2015 thì phải. Hai cái jacket này ở trong cái video mà how to style mặc đồ ở mùa thu á, mong các bạn check out cái video. Cái này Viên mặc nhiều nhất này. Supreme, North Face, Bottura, Mountain. Có xanh thì cũng có đỏ. Đây, cái này chưa mặc lần nào luôn, vẫn còn mặc. Bottura, Statue of Liberty. Đây. Supreme, North Face, Leopard, da báo 2011. Very rare, very rare, rất là hiếm. Viên bán hết Supreme, mấy cái Supreme nào hiếm bán hết trơn rồi. Chỉ còn giữ mỗi cái này thôi. Đây, áo này ít. Viên mặc rất là nhiều nhưng mà ít chụp hình lắm. Vetmont Canada Goose. Spring Summer 2017. Thu hè. Xuân hè 2017. Mặc ngược được nha, reversible nha, có hai màu luôn. Mặc được màu xám hoặc là mình mặc màu
sang bên trong cũng được. Rất là to, rất là ấm. Hey, capital keel vest. Very special, unique jacket. Rất là nhiều chi tiết, rất là đẹp. Các bạn chưa coi cái review này, hãy bấm vô review trong kênh của Vi. L Capital Rainbow Kesa. Cái này Viên có cho các bạn coi ở trong cái video Capital đó. Nó sạch đỏ tiếng vàng cầu vòng luôn. Có cái vải denim ở đây, lông bên trong rất là ấm. Cái này là chiếc áo favorite của Viên, Issey Miyake 1996 Cargo Bomber. Mình đã làm cái review của này rồi, mong các bạn coi review. Cái này là cái bomber vintage, không biết sao để này. Bomber này cũng mua có 10 đồng mà mua thrift. Vintage, không gì để nói hết. Cái này ai cũng có trên. Tiếp theo, classic Shot, áo da của Shot, Shot leather jacket, làm ở Mỹ, made in the USA. Very good quality. Viên mặc cái này cũng được lâu năm rồi. Mua từ năm 2014 rồi phải. Đây, Yoji 1991. Một cái, hai cái. Cái này đại ca rồng đã mặc hai cái chiếc này đúng luôn. Viên cũng đã review cái này rồi, xem trên kênh của Viên. Viên Better Memes. Yeah, không phải là Better Mod mà là Better Memes. Từ cảm ơn W đã gửi cho Viên cái này. Thường thường cái version, cái phiên bản của Vetamon á, nó là a raincoat. Nó để cái definition của cái raincoat, nhưng mà cái này ảnh in cái definition của cái meme lên. Vetam memes for everyone. Outerwear. Có Vetam meme thì phải có Balenciaga. Này cũng từ W luôn. Thank you W. Balenciaga track jacket. Trên này chỉ là mấy cái quần của Viên hay mặc thường xuyên nè. Quần acne. Mà mấy cái quần này như chật hết rồi. Mấy tháng nay lên ký không mặc được quần nào hết trơn á. Uniqlo Carhartt. More Uniqlo. Nguyên đống này là Uniqlo hết luôn á. Cái này cũng Uniqlo luôn. Này Uniqlo của nữ. Này Uniqlo của nữ luôn. Corduroy. How does it fit? Very big. Big pants. Cái này hình như là Dickies. Cái này như cũng là Dickies luôn. Dickies. Oh, the lighting's terrible. Okay. Jean Uniqlo. Gramichi. Cái này là quần hiking của Nhật. Cũng ít mặc Gramichi. Mấy cái quần này size rất là nhỏ. Lúc mà mua được với lại nhận được mấy cái quần này, Viên đã lên ký rồi cho nên không mặc được quần nào. Có khi mà mặc được một hai lần thôi. Thì cái này là Comme des Garçons, Gandrieu. Đi đọc được không? No. Oh, there it is. Yeah, Gandrieu with the triple. Mình sẽ để cái hình này ngay trên này. Quần của Vegabond và Hub. Local brand Việt Nam. Shout out Vegabond and Hub. Quần tiếp theo cũng là của Vegabond luôn. Showroom, quần showroom. Tiếp theo quần này chưa có dịp mặc. Comme des Garçons. Quần kiểu quần tây á, nhưng mà nó có cái mấy cái đường may. May xung quanh cái quần luôn. Ở dưới này nó hơi flare cái ống loe. Extra small mà không vừa luôn. Okay, tiếp theo quần sweatpants. Viên thích cái quần này lắm, cho nên Viên có ba màu. Màu đen các bạn thấy lúc nãy. Màu lính. Lại màu vàng. Quần sweatpants babe. Mua từ bên Nhật 2015. Cái này là t-shirt. Oh shit. Wait, cái đống này rất là to cho nên Viên sẽ đi qua nhanh. Uniqlo Yeezus à? Này chắc Kanye West Yeezus. Pharrell, I Am Other. Hackley. Vagabond. Bà lấy mặt này không? The Vagabond one? The black yes. one? Big Bang merch. 2015 merch. Can you see the Big Bang? Okay, yeah. Big Bang Tour merch. Biết cái này là gì? Nigo. Này là Hub.
feel like sometimes always collab. Travis Scott, hay là mình làm rodeo merch. Souvenir, Quán Tăng 60 Seconds. Uniqlo, Souvenir, Quán Tăng tiếp 60 Seconds, cái này viên design. RSVP, cổ hả? Uniqlo and Souvenir. Ok, và qua bên này mình có áo sweatshirt, sweater Gosha Rapchinski half zip. Ok, hai bên màu vàng cropped. Hai cái Capital oversized fleece, thoải mái lắm, này mặc rất là nhiều. Neighborhood crew neck, cái này nó nói gì? Mess with the best, die like the rest. À, Vy đang cần bán cái này nha. Ai có inquiry, ai có cần muốn mua cái này, message Vy trên Instagram. Supreme Champion. Supreme như 2016 vậy. Đơn giản thôi, look it small. Box logo Palace. Rất thích cái này, tại vì cái này nó làm bằng cái. Bro, I think you wore this twice. Yeah, five times. Wow, amazing. Nó có cái embroidery với lại cái này. Giống như cái vải vậy, cái thảm. Small sweatshirts up here. Cardigan Temptation của Issey Miyake. Màu beige. Yeah. Supreme Prodigy. Cái Supreme từ mùa trước. Supreme Undercover Fear of a Black Planet long sleeve vẫn chưa mặc. Thì tiếp theo là áo sơ mi này, oversize, không biết này là sơ mi hay là jacket này. Oversize Ralph Simmons. Cool little. Có cái miếng này nó phản, không phải phản xạ mà là gì, có shiny thôi. Y chang cái lúc nãy. Màu đỏ Ralph Mapplethorpe collab. Này như xuân 2017. Oversize. Prada. Các bạn thấy cái này rồi. Balenciaga. Cũng thấy cái này luôn. Issey Miyake Polo. Babe. Này từ 2014. Supreme Public Enemy. Supreme Arabic. Capital Long Sleeve Smiley Face. Capital Oversize Palace. Cái này là mua từ tiệm Supreme 2014, lúc mà người ta chưa biết Palace là gì luôn. Vì mua trong tiệm Supreme 32 đồng. Capital cũng là smiley. No wave. Supreme. This is the shit. Pretty cool. Then the rest of the black t-shirt. Number 9. Vintage number 9. Vintage John Lennon merch nha. Cái này là áo đi tour merch của John Lennon, nhưng mà người ta mua vintage lại, xong rồi người ta in cái chữ lên với lại đổi cái tag lại, mặc rất là thoải mái. Oh, Vera Memes, shout out Dabble, Lil B t-shirt. Opening Ceremony, bên này nó có cái logo hai bên. Cái này là Clot là của Edison Chen. Nếu các bạn chơi giày sẽ biết Clot, mấy cái nổi tiếng về mấy cái đôi Air Force One á. Go to Hell, and then Supreme. Fuck you, we do what we want. Hey, cái này sẽ review trong video sắp tới. Balenciaga half zip, vẫn còn có cái mạc mới tới hôm qua. Oh, các bạn chưa thấy cái thảm. Thảm này thảm của Mastermind Japan. Ralph Simmons. Supreme Undercover Fear of a Black Planet. More Ralph Simmons. Bring it up. Wait, do that again. You didn't even catch it. Ralph Simmons. Ralph Simmons, the I Love Tokyo. The Yêu Tokyo Knit. Trong tủ này rất là ngột cho nên mình phải làm rất là nhanh nha. Okay. Hai cái long sleeve, stripe long sleeve của Fox 2016. Balenciaga, lúc này các bạn vừa thấy. Capital, Tiger Denim. Oversize, rất là to.
Al Jean Levi's regular fit vintage, I guess. Cái này rất là crop với lại nó rất là wide, to rộng hai bên mà có thể stylish. Quần cái này như là mắt ruồi của EG. Shout out to EG. Chưa có gì mặc nữa tại vì mặc không vừa. Supreme flat pants. Quần này tiếng Việt là gì không biết nữa. Caro. Yếm. Yếm của Supreme Levi's camo. Tree camo. Yeah. Nên nếu bạn coi trong cái cúp nó có chữ Supreme. Theo quần này rất là hiếm nha, quần Needles, quần Track Pants của Needles. Collab với Takahiro Miyashita, The Soloist. Có 4 màu nha. Ít ai có cái này lắm đó. Rồi đằng sau có màu đỏ, sọc màu vàng, đẹp chưa? Kim tuyến luôn. Đây, quần Needles tiếp. Cái quần này là quần, nó có cái ventilation, không biết tiếng Việt là gì. Quần nó có mấy cái lỗ để mà mặc mùa hè rất là mát. Màu đen với màu tím. Quần Needles thường màu xanh biển với mại sọc trắng. Trắng size stripe với lại red stripes. That ain't white. It's like cream. That's cream. Okay. Quần cargo. Này, favorite cargo của Vin luôn nè. Cargo của Junya Watanabe. À, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái túi. Holy fuck. Đây vải này rất là đẹp luôn. Cargo của Alix. Cái vải này rất là giãn nha. Kéo thử coi. Wow. Wow, có cái giày ở đây. Made in Italy. Đó. Hai miếng da hai bên. Quần Gramici. Nhưng mà các bạn đã thấy. Nhưng mà lần này collab với Mastermind Japan. Nè, có cái buckle ở đây, đầu lâu ở dưới đáy, hai cái đầu lâu nữa. Cái quần Rick hôm bữa viên review á, Izemiyaki pleats. Izemiyaki pleats. Izemiyaki pleats. Đây hai cái quần cuối cùng. Quần Jean Distress của Doublet. Too much damage denim pants. Đây quần kaki của đơn giản thôi. Nhưng mà nó có cái sọc ở đây nè, nó có cái đường may từ trên xuống dưới ngay chính giữa. Junior. Đây sắp hết rồi. Up new collection. Thank you Freddy. Dễ thương. Áo. Sometimes always. Thấy được mẹ con. À, vải đẹp. Cái này cũng sometimes always luôn. À, jacket. Yoji suit. Áo tux của Yoji. Cái này cũng của Yoji luôn. White man thì vậy. Cái màu này không biết màu đen hay màu navy nữa nhỉ. That's navy. Navy, like a really dark navy. Yeah, for sure. Này của brand nào bên Canada? Gap. Undercover mới mua tới hôm qua. I will Vin sẽ review cái này cho các bạn coi trong cái video tiếp theo. Ở trên này chỉ là mấy cái t-shirt đơn giản thôi. T-shirt màu trắng, màu đen, áo cổ lọ, không toàn Uniqlo không à? Đây là một cái tủ để phụ kiện, accessories, trang. Không phải trang sức, phải trang sức nữ trang. Nữ, không phải nữ trang. Nữ trang. Nữ trang là của nữ. Nam trang. Gì đâu, đâu ra nam trang. Đi từ ngăn này đi. Mấy cái túi mà shopping bình thường thôi. Toyot, Louis V. Đây, túi Capital. Yo, it matches with your shorts. Oh, it does. Cái túi này đi day trip lên New York hay là gì đó, cặp túi này tiện. Cactus Plant Flea Market. Cái fuzzy tote. Này. Có hai cái quai ở đây nữa. Be human made.
trong này là những cái nón, nón bê rê mình thích, hay mang nón bê rê lắm. Màu xanh, màu đen, màu đỏ, beanie. Này mua đâu chẳng nhớ, như mua Amazon phải. Này Noah, beanie Noah, này cũng Noah luôn. Supreme Buster Go beanie. Then không gì hết. Vậy Dead End bandana. Và bên này chúng ta có túi cà đà của Viên. Nhìn nhớ cái hộp cơm túi Chrome Hearts nhưng mà không đựng gì trong đó hết. Ồ, cái này kiếm nãy giờ mấy hôm chẳng thấy đâu. Này, cái gì là thường này. Thước đo. Hộp đựng trang sức Dior. Nhẫn number 9, The High Street. Justin Davis. Here we go. Đó, không biết này đá kim cương hay đá gì nữa nhưng mà nhìn rất là đẹp. Này number 9 luôn. Đầu lâu. Undercover. Rồi cái dây chuyền. Đúng rồi. Ngón giữa Undercover. Lại dây Dior con ong. Ồ, mấy cái mà không đeo á, cái này cũng là Dior luôn nè. Có ong em đó, mình bị đứt dây rồi. Cái này là cái gì vậy? À, này cũng là Dior luôn, Teddy Bear. Mình đang cần bán, ai muốn mua liên lạc mình trên Instagram. Không có gì vậy? Cô US. Không có gì hết, chỉ có cái hộp kiến Saint Laurent từ 2016. Cái này đi chung với hộp này. Đó, Louis V, Virgil, The Millionaire. Glasses, sunglasses. Show the top. See. Beautiful. Đây, hiếm. Louis Vuitton, Takashi Murakami. Như 2009 thì phải, 2009 hay 2011 gì đó. Camel. Last but not least, Iba. Và như thế chúng ta đã kết thúc cái closet tour của hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Come back for more. Viên sẽ có video tiếp theo review đồ pick up trong tuần sau hoặc là những ngày tiếp tới tùy theo trường hợp đi làm của Viên. Mong các bạn like, comment, subscribe if you haven't. Các bạn chưa subscribe, bấm subscribe cho Viên. Bấm like với lại bấm cái nút chuông lên để mà biết khi nào Viên upload. And follow me on Instagram. All that jazz. Thank you for watching. Peace.